Thưa quý vị, giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng 14 năm trở lại đây khi tiến tới mốc là 140 đô la Mỹ trên một thùng. Vì vậy, theo tính toán, khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng 30.000 đồng một lít nếu thuần theo thị trường. Sau phiên điều chỉnh hôm 1 tháng 3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng một lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng trên một lít. Giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến cho người dân, các doanh nghiệp chật vật, mà ngay bản thân giới kinh doanh mặt hàng này cũng mệt mỏi vì nguồn cung chật vật, càng bán càng lỗ. Một lãnh đạo của Sài Gòn Petro cho biết vẫn lỗ khoảng 2.300 đồng trên một lít xăng, khoảng 3.700 đồng trên một lít dầu. Trong khi hiện nay giá dầu thô đã tăng mạnh nên kỳ điều hành tới chắc chắn giá xăng dầu sẽ phải tiếp tục tăng cao. Vị này ước tính trung bình giá dầu thô tăng khoảng 10 đô la Mỹ trên một thùng, giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng tương ứng là 2.000 đồng trên một lít. Về phía đại diện của Bộ Công Thương cho hay, tổ điều hành liên bộ vẫn đang bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới để có phương án điều hành linh hoạt, phù hợp, mặt khác kìm giá xăng dầu để nhiều doanh nghiệp cùng kiến nghị phải sử dụng mạnh công cụ thuế. Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế để bảo vệ môi trường với mức là 1.000 đồng một lít xăng và 500 đồng trên một lít dầu. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đề xuất rằng giảm 1.000 đồng trên một lít xăng là quá thấp, khó tác động đến thị trường khi giá xăng dầu đã lên mức quá cao. Bỏ nhà cửa, công ty, hàng hóa và tất cả để chạy thoát khỏi bom đạn, người Việt tại Ukraine đổ về các cửa khẩu tại khu vực biên giới với Ba Lan, mong giữ được mạng sống cho bản thân và gia đình. Chấp nhận mất trắng và làm lại cuộc đời là tâm lý chung của họ. Cơ hội quay trở lại tìm nhà cửa và tài sản là quá xa vời. Nhiều người chờ đợi được trở về quê hương Việt Nam trên chuyến bay giải cứu do nhà nước tổ chức sắp tới. Đại sứ Đặng Trần Phong cho rằng việc tổ chức chuyến bay giải cứu bà con di tản từ Ukraine về Việt Nam vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani nói chung và trực tiếp là bản thân đại sứ nói riêng. Trên cơ sở đó, đại sứ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên của đại sứ quán cũng như từng thành viên trong nhóm hỗ trợ trong cộng đồng. Đối với công tác di chuyển từ khu tị nạn ra sân bay, đại sứ yêu cầu phải bố trí đủ xe, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Để đảm bảo công tác hỗ trợ tại sân bay được thông suốt và hiệu quả, đại sứ yêu cầu các thành viên hỗ trợ cần tích cực bám sát bà con trong quá trình di chuyển, đặc biệt là tại khu vực sân bay. Do thời gian làm thủ tục tại sân bay có thể kéo dài, đại sứ yêu cầu các địa điểm đón bà con sẽ cùng xuất phát và tập kết tại sân bay sớm hơn thường lệ để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh. Với tinh thần không để lãng phí dù chỉ một ghế trên máy bay, đại sứ đã yêu cầu triển khai lập danh sách cụ thể và rà soát kỹ lưỡng tất cả những bà con có nguyện vọng về Việt Nam. Ngoài danh sách chính thức, đại sứ Đặng Trần Phong cũng cho lập một danh sách dự bị gồm 15 người để có thể thay thế những trường hợp không thể lên máy bay vào phút chót bởi những lý do bất khả kháng. Ngoài ra, để công tác hỗ trợ những bà con đang trên đường di tản từ Ukraine đến Rumani không bị gián đoạn, đại sứ cũng yêu cầu các bộ phận hỗ trợ thường xuyên bố trí lực lượng túc trực tại các ga tàu chính để kịp thời đưa bà con về những điểm tạm trú và chuẩn bị các thủ tục lên các chuyến bay sắp tới.